Xin chào tất cả các bác nha. Chào mừng toàn thể các bác đã quay trở lại kênh Đặng Tín Audio ngày hôm nay. Và đặc biệt ngày hôm nay bên Đặng Tín Audio em xin thông báo các bác từ rất lâu rồi, rất mong chờ các bác đây. Thì ngày hôm nay bên Đặng Tín Audio vừa về các bác một lô vang số ETC thương hiệu Mỹ nha, ETC bãi xịn luôn. Một dòng vang số phải nói rất cao cấp và các bác hỏi em đặt hàng quá nhiều luôn. Nhưng thời này bên nó cấm hết hàng, không thể về được. Thì hôm nay em về chỉ có 8 chiếc thôi, cũng không có nhiều. Thời điểm này rất khó khăn, hàng không có luôn các bác nhá. Một dòng vang bãi xịn đến thương hiệu của Mỹ ETC. Đấy, rất đẳng cấp luôn. Một dòng vang cao cấp luôn nhá. Nếu anh em nào biết dòng vang ETC là một dòng vang phải nói rất đẳng cấp trong phân khúc tầm giá. Đấy, vang loa ETC, đẩy ETC và đặc biệt vang ETC. Nó vẫn là một cái gì rất là chất lượng. Thì một bác bảo hãy ủng hộ cho em Đặng Tín Audio like nhá. Em vào ủng hộ like và nhấn đăng kênh em nhá. Đấy, ủng hộ cho em Đặng Tín Audio like. Đây thì em sẽ xin báo giá, sẽ xin giới thiệu chi tiết và sẽ báo giá cho em mình một mức giá rất là tốt. Cấm biên thì cấm biên, em vẫn cố gắng làm sao mức giá tốt nhất cho các bác để bác chơi dòng vàng cao cấp này. Đấy, anh em nào quan tâm thì hãy xem hết video nhá, đừng có tua nhá. Em sẽ giới thiệu chi tiết con vàng ETC này. Nên bác hãy xem hết video cho em. Cứ xem chi tiết em sẽ giới thiệu từng phần một cho anh em mình và sẽ báo giá của video, giá rất là tốt thôi. Đây, đằng sau đây. Bác đi ý cho em ETC nhá, California USA, hàng bãi xịn luôn. Thương hiệu công nghệ của Mỹ nhá, California USA. Và ETC chắc phải không phải quảng cáo nhiều rồi nhá. Những dòng vang hoặc dòng đẩy loa ETC không phải quảng cáo nhiều rồi. Đấy, California USA nhá. Và đọc con này có 4 đường vào. Bác lưu ý cho đây đường vào nhá. 1 2 3 4 đây. Đây, đây là 4 đường vào nhá. Bác đừng cắm vào đây nhá, nhiều bác cắm đây là không ra tiếng đâu, phải cắm đây. Đây đường vào video. Còn đây đường vào bằng đây, nó sẽ 1 2 3 4. Đấy. Con này hai lỗ ra đây, chính này. Có lỗ mic đằng sau rất là tiện. Và đặc biệt con này ra rắc ca lông hoặc hoa sen đây. Đường súp, đường center, hai đường sâu down. Có thể ra đường rắc hoa sen đây. Có bác nào thích thu âm thì có đường thu âm cho bác ra bằng rắc hoa sen là rất tiện lợi luôn. Còn nó vẫn tặng bác đầy đủ rắc ca lông cho bác nhá. Và đằng trước con vang ETC đây. Thì đối dòng vang ETC này là một dòng vang một là chất âm rất hay, echo vật rất là ngọt và nó rất dễ chỉnh. Thì trên kênh em đã có rất nhiều video hướng dẫn chỉnh tay con vang ETC của bác rồi. Đấy, em đã có rất nhiều video hướng dẫn chỉnh tay rồi. Con vang ETC HC8 này. Đầu tiên nó sẽ to nhỏ của nhạc, của mic. Còn tất cả khi mua vang em sẽ chỉnh sẵn các bác nhá. Tất cả bác mua vang chỉnh sẵn các bác. Được chưa? Đây có bác nào vào muốn phần chỉnh phần menu này, cái này thì em nói qua một chút thôi, nó đơn giản thôi. Đây mic này hoặc là music này. Effect này. Đây tăng giảm effect này. Đây equalizer này, này chất là nó giải bass, giải trung, giải tép. Đấy thì em chỉnh sẵn các bác về các chỉ việc dùng thôi và con này trúng hú rất là tốt. Em sẽ alo bác nghe tiếng mic của con vang ETC này, còn em nó luôn trong tầm giá tất cả các loại vang. Cái vang nhái nhái không tính tiền luôn. Nhá, con ETC nó quá đẳng cấp rồi, em sẽ alo tiếng mic bác nghe này. 1 2 3 4 5 6 7 lên 1 2 đi bao la vàng đốt từ tình cũ với mây trời xa dịu bước em đi năm sáu bảy lên một hai sáu bảy lên. Bác nghe em một tiếng mic nó cực kỳ hay, thử ai nói ăn ETC là một dòng vàng nó rất đẳng cấp. Cái này thì chất các bác không phải là do quảng cáo nhiều, cái này nó quá là nổi tiếng rồi. Về chất âm vàng ETC hiện nay cái vàng ETC rất là hiếm luôn, không có nhiều. Và tiếng em dám khẳng định em bao hay toàn thể các bác luôn, bảo hành bác 6 tháng nhá. 5, 6, 7, 1, 2, 6, 7. Em ơi chúng mình cách biệt rồi sao. 5, 6, 7, lên. Anh em phải nghe tiếng echo gì vật nó quá hay. Và từ cái tiếng mic của EDC, đặc biệt con EDC là một tiếng nhạc nó rất là đẳng cấp luôn. Phải nói tiếng nhạc EDC nó rất là chuẩn luôn. Nên tại sao mà cái vang EDC được rất nhiều bác săn đón. Có nhớ ủng hộ cho một like và em xin báo giá luôn đây. Em sẽ alo lại tiếng mic và sẽ báo giá tí tiết cho bác kèm đoạn karaoke để bác nghe chất âm này luôn. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, lên 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lên 1, 2. Thuyền xa sông, thuyền tìm xa biển lớn, lên 1, 2. Em xin báo giá luôn, giá hiện nay các bác mua ngoài thị trường một vang ETC này, em khẳng định thấp nhất là trên 2 triệu. Nhưng ngày hôm nay bán một mức giá đặc biệt luôn, em bán đặc biệt ngày hôm nay. Cho bác nào nhanh tay chốt vàng ETC, cần nhắn tin qua dọn chốt vàng ETC. Em bán cho mình giá chỉ 1 triệu 500 nghìn một con thôi. Thực sự mức giá tốt nhất, rẻ nhất cho em từng bán thời điểm này. Kể cả là cấm biên em vẫn cố gắng bán giá rẻ nhất cho bác luôn, 1 triệu 500 nghìn một chiếc. Bác nào chốt nhắn tin cho em chốt vàng ETC, nhận hàng kiểm tra anh toán tặng các giác ca lông luôn, 1 triệu 500 nghìn. Bác nào chốt nhắn tin cho em một con vàng số ETC thương hiệu của Mỹ.
chốt vang EDC cho em 1.500.000. 1.500.000, bao nào chốt nhắn tin ngay cho em 0916 957 88, chốt vang EDC. Cứ nhắn tin qua số điện thoại cho em là có nhân viên chốt đơn. Chốt vang EDC 1.500.000. Em bán cho anh em mình chỉ 1.500.000 vàng thôi. Được chưa? Với mức giá em dám khẳng định rẻ nhất cho anh luôn. 1.500.000, bao nào chốt nhắn tin cho em, chốt vang EDC. Chốt vàng EDC 1.500.000, bao ship bảo hành 1 năm, nhận hàng kiểm tra thanh toán không phải đặt cọc. Thoải mái tất cả các bác ơi, chốt vàng EDC đi. 1.500.000 một chiếc. Đây anh em nghe tiếng mic này. 1.500.000, 1.500.000 ngày hôm nay thôi, duy nhất có rất ít thôi, hàng rất là hiếm thời điểm này nhá. 1.500.000, bao là chốt nhắn tin ngay cho em, chốt vàng EDC. Giờ test quả cam kê này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.